Chào mọi người đã tới với cả PC Konami. Hôm nay thì đây chính là cái tựa game mà mình muốn giới thiệu với tất cả các bạn đây. Game được có tên đó là Life is Stranger Before the Storm. Đây là phần tiếp theo của phần 1 của tựa game này. Phần 1 thì nó chỉ có tên đó là Life is Stranger 1 thôi. Nhưng mà cái phần 1 của nó thì có thể nói là vô cùng thành công. Đây là một tựa game về thể loại là phiêu lưu và giải đố. Cực kỳ hấp dẫn và nó là một trong số ít các game thời điểm hiện tại có khả năng lấy được nước mắt của người chơi nhá. Các bạn hãy download về để chơi được thế nào. Bây giờ mình sẽ vào để cho các bạn coi một chút về cái đồ họa cũng như là gameplay của tựa game này nhá. Trước đó thì mình sẽ coi qua một chút về cái phần setting đã nhá. How to play. Đây là các nút mà mình sẽ sử dụng trong cái tựa game này. Backup, ASD, chuột, shift, attack. Thế thôi, chỉ có những nút đó thôi. Thế rồi, khá đơn giản. Vì nó là game giải đố và phiêu lưu thôi mà, cho nên nó không cần nhiều nút lắm. Bây giờ mình sẽ vào phần episode. Ở đây mình chọn là episode 1, Away. Game này có 3 phần episode, có 3 tập khác nhau. Nhất là Away, thứ 2 là Brave the New World, thứ 3 là Hell Empty, được chưa nào? Mình sẽ vào cái phần 1 trước nhá. Game này được đánh giá rất là hay. Bản Life is Strange 1 thậm chí bán được tới tận 3 triệu bản. Trong khi nó chỉ là một game có thể nói là về phiêu lưu cũng như là về cái phiêu lưu và giải đố thôi. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, là cô gái này, cô gái bên phải này. Tên đó là Celeste, cái gì, Celeste Bride này. Cô ta là một nhiếp ảnh gia. Và thông cảm là mình đang bị ốm với cái giọng cũng hơi lạc ý. Hành trình của ta không biết ở đây làm gì đây. Không tour rồi các bạn ơi. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. What's her name? Delia. Chó tên là gì? Delia. Buồn luôn à? Buồn. She doesn't usually like people. Cô ta không thường thích người khác đâu. Yeah. Me neither. Tôi khác. Drunger. Hình như mình đang bật cái việt cây này, các bạn đợi một chút nhá. Đúng rồi, bên ngay mà. Thảo nào di chuyển nó lôi lỗi thế nào ấy. Say à? Cho em cái áo ấy. 20 bucks, baby. 20 bucks? That's robbery. And don't call me baby. Fine. 20 bucks, thief. That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. 20 bucks. Còn trộm cắp. Cái gì đây? Không lên được. Chỉ lúc một thôi. Speak. Yo, Frank. Frank. Hey. Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup. Studs. Study. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. See Firewalk? How'd you even hear about this little shindig? Ha, the internet. How else? Cái game này các bạn muốn chơi tốt thì các bạn phải có một chút cái gọi là kiến thức cơ bản về tiếng Anh thì có lẽ chúng ta mới có thể chơi tốt được game này. How about somewhere? Do you come here lost? Đây rồi. Đây đi. I'll see you later. Whatever. À, được. Mình làm gì đây? Classy. What the fuck? Shit. Mỗi quyết định của các bạn đều có thể ảnh hưởng tới kết quả của game này. Và mình nói một chút đó là nhân vật chính của chúng ta có một khả năng vô cùng đặc biệt. Đó là cô ta có thể quay ngược thời gian và... Sao không đi tiếp nữa nhỉ? Quay ngược thời gian và thay đổi quá khứ để có thể ảnh hưởng tới tương lai. She returns. How about... Okay, so we holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the 175 bucks you owe me. Shit. Do I really owe him that much?
Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high goodbye. Never mind, then. Suit yourself. What the fuck? Chịu anh chàng này là... Chịu anh chàng này là chúng ta mới có thể... do you come here a lot? So, you come here a lot, or... Yeah. Đi đến rất nhiều lần. Right. It's cool. Cool. I'm really glad you approve. About somewhere? About that weed. Here it comes. Spot me some. Nãy mình chọn never mind rồi, không được. Nên bây giờ mình chọn spot me some. How about you spot me some? You know I'm good for it. No way. I learned my lesson last time. Money first. Tiền trước. Never mind then. Suit yourself. What the fuck, bitch? Half those stairs are rotted through. Looks dicey. Thế đi đâu rồi? Can't grab a shirt with this dickhead watching. I need to give him something else to deal with. No. Look, we have to set this up. Yeah, no shit. This car could slide down any minute. Này ơi. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. Shit! No! Come on! Yeah. Gì đây? Thanks for playing, dick. Ở lại gáo thôi. Oh yeah, sweet, sweet victory. Cái gì đây? Tiền à? Súng à? Cái gì vậy? That's like 200 bucks. Tiền. Chúng ta có thể lấy được mua thuốc. Steal the money. Hành động này không thích chỗ nào nhưng mà chúng ta bắt buộc phải lấy thôi. Holy shit, I'm rich. Why? Mình nhớ là cái tựa game này được đánh giá là vô cùng gì nhỉ? Vô cùng thế nào mà cảm động luôn. Có thể lấy được nước mắt của người chơi mà thời điểm hiện tại mình đang điều khiển cái nhân vật này, mình thấy đây chỉ là một con trọi con giờ hơi thích đua đòi rồi. Cái bia. Úi giời. Úi bia quất luôn. Drink more, feel less. Yes, please. What's gone? Vẽ này nè. Graffiti. ABY. Mắt quỷ. What are you looking at? Đây là. Thanh niên nào ấy say chết tức đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Mua thuốc rồi nhỉ? She returns. Hôm nay mình lấy được 20 bucks rồi chúng ta. Thế thì để khi khác. Whatever. Xem mà. Lên đây được. Vậy chúng ta sẽ đi vào trong đây. Here we go. Chạy ra coi, chạy ra coi. Chạy anh vào. Fuck. Rồi, lại vào vai đây. Hey, you okay? I'm fine. What? Cái giọng nghe. You bumped into me, remember? Apologize, xin lỗi. Yep, my bad, dude. You don't know who I am, do you? Mình không biết tao là ai được không? Don't care either. Tao không quan tâm. And let me know how that works out for you, bitch. Bitch. All right, mosh pit is a no-go. Fine. Lên được đây à? Maybe I can get a better view of the action from up above. Đây rồi.
Lên được rồi, lên được rồi. Fuck, yes! Finally made it. I can't believe it. Rồi, ngày mai nhặt rock. Các bạn thông cảm nhé, cái game này mình đã tắt đi cái phần âm nhạc rồi. Bởi vì là cái âm nhạc có bản quyền. Thực sự là khó chịu khi mà game mà lại âm nhạc lại bản quyền. Cực kỳ khó chịu luôn. Nói chung là như vậy đi. Đó là một chút về cái gameplay của tựa game thôi. Các bạn phải có một chút tiếng Anh, các bạn phải có một chút cái gì đó gọi là đã từng chơi qua các cái thể loại game tương tự. Như là thể loại về game gì nhỉ? Thể loại về cái game giải đố các thứ ấy. Thì các bạn mới có thể chơi tốt được cái tựa game này được. Đó là một chút về gameplay cũng như là đồ họa của tựa game này thôi. Bây giờ thì mình sẽ ra và hướng dẫn các bạn download cài đặt game này nhá. ANT4 này. Light Stranger đây. Đây chính là bản game. Còn cảm giác vừa rồi chơi game sai sai thì quái nào nhỉ. Game này xem trailer này, sau đó xem cái phần 1 của cái tựa game này, cực kỳ cảm động luôn. Âm nhạc cực kỳ hay, cực kỳ cuốn hút. Và thậm chí là cái âm nhạc có thể làm cho thay đổi cảm xúc của bạn luôn. Nhưng mà vừa rồi mình trải nghiệm game khoảng tầm 5-10 phút gì đấy thì mình thấy cái game này nó cứ thiệt đếch nào ấy nhỉ. Mình chả thấy cái gì gọi là có thể khóc được và có thể là cảm xúc dâng trào được cả. Nhưng mà nhưng mà có lẽ đó chỉ là cái phần đầu của game thôi. Phải chơi nhiều thì chúng ta mới có thể thấm được cái cốt truyện của cái tựa game này thế nào. Cho nên là các bạn cứ download về mà chơi game nhá. Game này được chuyên gia đánh giá là được đánh giá cực kỳ cao luôn. Cho nên các bạn là yên tâm về chất lượng của nó nhá. Về cái phần có thể nói là tạo thêm một cảm xúc một chút cho các bạn về cái game này thì mình sẽ để cái phần trailer của nó ở bên dưới cái phần mô tả video này nhá. Các bạn hãy coi qua nó và quên cái phần game mình vừa chơi đi để chơi nào. Được rồi, bây giờ là đến phần download game đây. Mình sẽ để hai file game. File thứ nhất đó là file game này. File Light Train Before the Storm, được chưa nào? File nặng tầm sắp xỉ 5GB nhá. Đây này, 4.62GB được chưa nào? Còn cái file thứ hai đó là file Stem 006 Update Crack này. Đó là cái file update fix thôi. Các bạn thích thì copy vào, không thích thì thôi, tùy các bạn. Không cần cóp cũng chơi được. Và cóp vào thì cũng chơi được. Đây là bản game mình cóp rồi à. Game rất là đặc biệt, nó tích hợp sẵn rồi. Các bạn chỉ cần download về giải nén là chơi luôn thôi. Không cần phải cài đặt, không cần phải gì hết. Các bạn giải nén ra nhá. Sau đó thì các bạn thích thì cóp thêm cái phần đó là cái phần đây này, Stem Update Crack này. Copy cả hai các bạn nhá. Copy lại xong rồi dán vào thôi. Sang bên đây dán vào thôi. Được. Replay the file. Ok, sau đó vào game thôi. Mở thẳng nó là cái Light Train Before the Storm này là chơi thôi. Thế nào? Bây giờ mình sẽ vào và hướng dẫn các bạn là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Biết rồi. Đúng rồi, điều chỉnh cái video setting. Quên mất. Open nhá. Rất đơn giản thôi. Wait, on the file. Bật bựa vậy. The game is crashed. Bây giờ mình chạy được quyền anime. Xem nào. Crash tiếp anh coi. Không bị nữa nhá. Rồi, game vào được rồi này. Mình đánh giá cực cao với nhà game luôn. Nhà game nghe cực kỳ cảm xúc luôn. Nhưng mà nó lại bị bản quyền. Cho nên các bạn thông cảm, mình tắt nó đi rồi nhá. Chứ nhà game rất là hay. Nhà game của Square Enix thì không thể nào chê được. Thì các bạn đã từng chơi Nier Automata các thứ, các bạn có thể thấy được nhà game cực kỳ tuyệt vời luôn. Mà không hiểu tại sao Nier Automata không bị bản quyền mà cái nhà game này lại bị bản quyền. Rất là khó chịu. Đây đó là lý do tại sao mà không có streamer nào chơi cái tựa game này. Game này chỉ để các bạn nếu mà có điều kiện thì các bạn mua về các bạn tự trải nghiệm thôi. Đây là giao diện đầu của game này. Chúng ta sẽ ấn vào phần setting nhé. Ở đây save file là cái file chúng ta vừa chơi game đây này. Game mình vừa chơi là cái phần 1 là Episode Away này. Phần video setting nhá. Ở đây đầu tiên, drama là chính là cái phần ánh sáng á. Các bạn có thể điều chỉnh ở đây, kéo cái thanh này. Thế nào? Mình sẽ để tầm này cho nó vừa mắt. Apply screen size. Đó là cái phần screen size thôi. Các bạn kéo này to nhỏ này. Cứ kéo mắt lên nhá, rồi ấn apply. Đến phần design mode là cái phần nào đây này. À, đó là cái phần setting tổng thể đấy. Các bạn cứ để heli 2 hoặc là 2 cho mình. Game rất là nhẹ, vô tư, thoải mái. Chết rồi. Tiếp theo là resolution.
cái screen cho chung dần này các bạn không cần quan tâm lắm. Nếu các bạn để ở chế độ full mode, các bạn chỉ cần quan tâm đến cái phần đến cái phần screen resolution này khi mà các bạn chơi ở chế độ đó là Windows mode thôi, được chưa nào? Còn để ở full mode thì không cần quan tâm đến nó. Full screen. Frame rate limit thì các bạn thích thì để 30, thích thì để 60 được. Mình thì khuyên các bạn nên để 60. Mình đã nói rồi, game nhẹ. Được chưa nào? Còn ba cái này nó sẽ đi theo cái bên trên này. Được chưa nào? Còn bạn nào mà thế nào nhỉ? Mà không biết điều chỉnh thế nào ấy, không biết là máy các bạn mạnh hay máy các bạn yếu ấy, thì các bạn ấn thẳng vào cái phần reset to default ấy. Nó sẽ tự động điều chỉnh sao cho phù hợp với máy tính của các bạn. Xin lỗi các bạn nhé, mình đang ốm nên là cái mình có một vấn đề chút về sức khỏe mà. Xong tất cả thì các bạn ấn vào phần apply đây, được chưa nào? Rồi ấn confirm. Như vậy là xong, các bạn ấn back được rồi. Đó là phần video setting. Audio ở đây thì như các bạn đã thấy đó là phần music volume mình đã tắt đi rồi. Tiếp theo là test language thì chỉ có tiếng Anh thôi. Còn vài tiếng khác thì mình nghĩ các bạn là sẽ không dùng tới đâu. Espanol, Mexico, Đức các thứ được chưa nào? Subtitle thì các bạn bật lên nhé. Để khi nhân vật nói gì thì nó sẽ hiện ra một cái dòng chữ ở đó. Chúng ta muốn tiếng Anh chúng ta yếu mà, cho nên là chúng ta có thể là đọc hiểu hoặc là Google dịch các thứ để có thể hiểu được nhân vật chúng ta nói gì được chưa nào? Còn sai thì các bạn cứ để normal mặc định thôi. Cái này thì các bạn thích thì bật cũng ít thôi. Còn không thì cứ để reset default được chưa nào? Sau đó back. Còn video setting, game setting thì có lẽ là mình gì nhỉ? À đây là cái đảo ngược chuột nhá, đừng có bật lên nhá. Vibration thì cứ bật yes này. Mouse CCTV là cái tốc độ chuột, tốc độ xoay chuột đó. Ta, được rồi. Cây mini. À, các cái nút chúng ta sử dụng này, chúng ta có thể thay đổi được nó ấy. Shift, Back, Tab. Mình nghĩ chỉ có vài nút như thế này thay đổi thì nó cũng thì thôi là tùy các bạn thích thì thay đổi thì thôi, chứ nào. Chứ nút này chả bao nhiêu cả. Được có đôi 4, 6, 7 nút chứ mấy, cũng 2 nút chuột. Reset to default. Back, chưa nào. Đó là sơ qua một chút về cái phần cài đặt của tựa game này. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, đây là một game cực hay, một game có khả năng lấy nước mắt của người chơi. Cho nên là các bạn hãy quên cái phần game vừa rồi mình chơi đi, chưa nào. Quên rồi đi nhá. Cái phần đó có thể nói là có lẽ là cái phần đầu thôi. Chúng ta không thể nào nhìn vào cái phần đầu game đó mà chúng ta nghĩ rằng cả cái tựa game đó là dở là tệ được, chưa nào. Thay vào đó thì các bạn hãy xem cái video về cái đoạn trailer của game này, mình để ở dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn hãy xem nó để có thể cảm nhận được phần nào về cái sự tuyệt vời của tựa game này, nhớ nhá. Bây giờ thì có lẽ là mình hoàn thành cái video này rồi. Chúc các bạn download và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.